Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Thúy, huấn luyện viên của Levan Sport. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số các bài tập về lưng xô để có thể giúp các bạn có một thân hình chuẩn gym, khỏe khoắn và vóc dáng thể thao. Chúng ta sẽ có 4 bài tập tất cả, mình sẽ hướng dẫn từ từ và chi tiết. Các bạn hãy cố gắng tập luyện đủ các bài tập nhé. Vị trí chuẩn bị: đặt tạ đòn trên nền phía trước mặt, nắm lấy tạ, lòng bàn tay hướng xuống, tay hơi rộng hơn vai. Tùy theo mức tạ mà bạn có thể dùng đai hỗ trợ cổ tay và đệm để tập tốt hơn. Các bạn hơi co gối, đẩy hông ra sau, giữ lưng thẳng, tay thẳng. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấc tạ, thở ra trong khi nhấc. Động tác không nên nhanh mà cần chắc chắn và ổn định. Khi đã đứng hoàn toàn, hạ thanh tạ bằng cách đẩy hông ra sau, hơi co gối chứ không hạ gối sâu giống squat. Hít một hơi thật sâu và bắt đầu động tác. Giữ ngực nâng, giữ hơi thở khi hạ xuống và thở ra khi hoàn thành động tác. Lặp lại cho đủ 10 lần. Ngồi vào máy tập, đặt đầu gối ở phía dưới tấm đệm. Hai tay nắm vào phần tay cầm của máy, lòng bàn tay hướng phía trước, ưỡn ngực. Lưu ý với các bạn nữ, để tránh việc tạo cơ sổ bị to vai rộng như nam giới, chúng ta nên đặt khoảng cách giữa hai tay nắm gần hơn, thay vì nắm rộng sang hai bên. Từ từ kéo tay cầm xuống ngang ngực, thở ra, siết chặt cơ sổ. Sau đó từ từ trở về vị trí ban đầu, đồng thời hít sâu. Lặp lại động tác cho đủ số lần yêu cầu. Chọn ghế phẳng và mức tạ phù hợp, đặt hai bên ghế, đứng sát mép ghế và chân trái đặt lên ghế, cổ chân sát với mép ghế. Tay trái đặt lên ghế sao cho thoải mái nhất. Chú ý không khóa khớp khuỷu tay trái. Uốn cong hông, hạ người xuống sao cho thân người gần song song với mặt ghế. Giữ lưng thẳng, hạ người xuống. Tay phải bắt đầu nâng tạ cho cơ lưng xô được kéo giãn hết cỡ. Lòng bàn tay hướng vào trong. Đây sẽ là vị trí bắt đầu động tác. Kéo tạ lên phía trên sao cho cẳng tay vuông góc với sàn nhà, thở ra. Ở điểm cơ lưng co nhất, cùi trỏ song song hoặc cao hơn vai, nhớ giữ một nhịp. Việc kéo tạ lên phải đảm bảo không dùng thêm một lực gì khác ở cẳng tay ngoài lực để cầm quả tạ. Chỉ dùng cơ lưng xô để kéo phần cánh tay lên trên. Giữ lưng phải thẳng, từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu. Các bạn kiểm soát nhịp thở, hít vào khi hạ tạ, nâng tạ thở ra, lặp lại chuyển động với tay bên kia. Đứng trước dòng dọc chỉnh cao, hai tay nắm lấy dây cáp, hít sâu rồi kéo dây cáp thẳng về phía mặt, sau đó thở ra. Tách hai tay ra trong khi thực hiện và giữ tay song song với mặt đất, đưa trở lại vị trí ban đầu, đồng thời hít vào, lặp lại cho tới khi đủ yêu cầu. Vậy là chúng ta đã hoàn thành buổi tập lưng xô ngày hôm nay rồi. Có một số các bạn nữ lo sợ rằng khi tập lưng xô sẽ khiến vóc dáng bị thô hay là manly. Nhưng các bạn hãy nhìn Thúy này, vẫn rất là nữ tính đúng không? Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về các bài tập, lịch tập hay chế độ dinh dưỡng hay là chọn đồ tập thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Minh Thúy và Levan Sport sẽ giúp các bạn trả lời những thắc mắc đó nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.